đọc truyện của Võ Tánh thật cảm động. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông bị chủ lực quân Tây Sơn bao vây dày đặc bên ngoài thành Quy Nhơn. Nguyễn Ánh điên cuồng: "Ta thà mất thành cũng được, chứ không thể mất vị tướng yêu quý của ta." Rồi cho quân liên tiếp từ miền Nam đánh ra giải cứu Võ Tánh. Thậm chí đích thân ông tham gia trận siêu kinh điển thị nại, nhằm buộc quân Tây Sơn nhả thành ra cho Võ Tánh chạy. Nhưng vì đây là đất tổ nên Tây Sơn quyết lấy cho bằng được. Võ Tánh bèn gửi thư cho Nguyễn Ánh: "Chúa công không cần phải cố gắng để cứu tôi nữa, hãy chiếm lại kinh thành Huế, đòi lại đất tổ của ngài. Quân Tây Sơn đã tập trung ở đây hết cả rồi, ngài hãy đi mau đi, cơ hội cuối cùng để phục hưng gia tộc đó." Nguyễn Ánh nhận được thư, lòng cay đắng vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cắn răng quyết định: "Tất cả hãy bỏ thành Quy Nhơn, lên thuyền trực chỉ Huế." Nguyễn Ánh hướng về Quy Nhơn giái tạ lần cuối cùng rồi lên đường. Ông quả thật đã đại thắng và lấy lại được kinh đô đã mất. Võ Tánh cười: "Xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc, tất cả đã an bài. Và Nguyễn lại trung hưng một lần nữa. Chúa công, ngài làm tốt lắm." Binh sĩ nháo nhào: "Mở đường máu chạy khỏi thành Quy Nhơn đi tướng quân, Tây Sơn hạ được thành thì chúng ta chết hết đó." Võ Tánh gạt phát đi: "Ta nhận lệnh của chúa công để giữ thành này, cho dù là sống hay chết ta cũng ở nơi này. Các người cứ yên tâm, ta sẽ cứu tất cả." Rồi Võ Tánh gửi thư cho tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu: "Ta là chủ tướng thì xin chịu chết, quân lính của ta không hề có tội, đừng giết họ, ta trả lại Quy Nhơn cho ngài đó." Người cuối cùng còn sống của Tam Hùng Gia Định đến lầu Bát Giác chất rơm và đổ thuốc súng châm lên. Sau đó ung dung bước vào lửa đỏ quyên sinh, để lại người vợ trẻ đẹp Ngọc Du. Trần Quang Diệu vào được bên trong thành Huy Nhân, xúc động nghẹn ngào. Vốn là một trang quân tử nên ông chôn cất đối thủ đàng hoàng và giữ lời hứa tha chết cho lính Nguyễn. Mộ Võ Tánh giờ vẫn còn, dân Huy Nhân thương cảm, ngó lên ngọn tháp cánh tiên, cảm thương quan hậu thủ thành 3 năm. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube TV Tổng Thống 6 của mình. Thì hôm nay mình lại trở lại với một ngôi mộ cổ của ông Võ Tánh. Thì thật ra trên video của mình, trên cái kênh của mình đã có một cái video của cái ông Võ Tánh này. Thì có một điều là tại sao mọi người muốn biết là mình lại tới lại cái khu mộ của ông. Thật ra không phải là nó không còn đề tài để làm nữa mọi người, rất còn nhiều ngôi mộ. Nhưng mà do cái ông này rất đặc biệt, ông có tới 3 ngôi mộ và chưa tính ở dưới miền dưới nữa mọi người. Ở dưới miền dưới của ông là có thêm hình như 1-2 ngôi mộ và 1-2 cái ngôi đền của ông. Tại vì ông này về cái thủ tiết á, gọi là cái oai hùng của ông nói rất được nhiều người biết đến. Thì đây mọi người, đây là cái khu mộ của ông Võ Tánh. Thì tại vì một video của mình đăng lên lúc trước nó không có, do nó trục trặc rất nhiều và nó còn thiếu rất là nhiều, thì cũng không có bật kiếm tiền được luôn. Thì hôm nay mình muốn tới để làm lại một lần nữa về cái ông Võ Tánh này. Như lúc nãy mọi người đã biết thì mình cũng nói sơ về ông một chút xíu về Võ Tánh rồi, và thậm chí cái video trước mình có nhắc đến ông rồi. Thì hôm nay mình lại tới lại để thăm, tại vì hôm nay cũng là ngày 14 luôn. Thì lát nữa mình xin mấy nén nhang để thắp cho ông luôn. Lên đây cũng rất nhiều là cái ngôi mộ trên đây, chứ không phải là còn ngôi mộ của ông không mà mình review lại. Thật ra cũng còn rất là nhiều, nhưng mà do cái ông này mình về đọc lịch sử của ông á, mình thấy ông là một người thực sự mà nói rất là khí khái về một vị gọi là một bậc trượng phu. Thì đây là cái trước bình phong của ngôi mộ của ông đó. Thì chắc hẳn mọi người nghĩ là tại sao một ngôi mộ cổ đã khá lâu rồi mà những cái này nó còn mới mẻ như thế này, những hình sơn nó còn. Thật ra thì ở tại cái vị trí của ngôi mộ của ông là có một cái
số người ở đây người ta làm họ sĩ hết, nên sẵn tiện người ta ở trong cái khu đền của ông thì người ta hàng năm đều có sơn vẽ lại đó. Bởi vì như mọi người thấy nè, rất là đẹp đó, người ta sơn vẽ lại rất là đẹp luôn. Thì do người ta là nghệ sĩ nên những cái này á, tuy là nó không còn giữ được cái vẻ cổ kính như ngày nào, nhưng mà sau đó thì thay lại những cái bức hình rất là đẹp. Thì người ta mô phỏng theo cái lối cổ ngày xưa, và những cái hoa văn mà còn mờ để lại người ta đã vẽ lên những cái này. Đây là bức bình phong, và phía sau đây là ngôi mộ của ông. Ngôi mộ rất là bề thế và rất là lớn, tuy là trải qua rất là nhiều năm. Có mọi người thấy không? Thì để mình xây camera và đi vào luôn ngôi mộ để nói cho mọi người biết một cái số chi tiết của khu mộ. Thì đây là toàn cảnh của khu mộ của ông. Tuy đã hơn 200 năm rồi nhưng mà vẫn còn giữ nguyên những cái gì đó nó rất là cổ. Thì do là sơn phết lại khá nhiều, do trùng tu khá nhiều, nên ngôi mộ cũng không được giao vẽ cổ kính. Nhưng mà theo cái lối kiến trúc xây hiện giờ thì mọi người thấy là vẫn còn gần như nguyên vẹn luôn. Tại vì cái mộ ông Bảo Tánh này xây không có hoa văn nhiều mọi người. Ông là mất khá lâu rồi. Thì ông mất năm 1801 và đến 1802 thì khi vua Gia Long lên ngôi, đã nhớ lại cái ân đức của ông, đã xây dựng cũng khá nhiều ngôi mộ của ông. Và một ngôi mộ của ông là nằm ở ngoài mọi người, mộ chính. Còn đây chỉ là một ngôi mộ hình như là không có xác của ông. Thì mình nghe nói đây là chỉ là một ngôi mộ gió để tưởng nhớ công ơn của ông là những người gia đình ở quận Gò Vấp đây. Thì xin nhà vua Gia Long ngày xưa để mà lập một cái đền và một ngôi mộ gió, tức là ngôi mộ không có xác, để mà thờ cúng ông nơi đây. Thì sự thật như thế nào thì cũng mình cũng không có biết chắc được, thì lịch sử nó đã nói lên như thế. Tại vì ông có rất nhiều khu mộ. Thật ra ở quận Gò Vấp này ông có rất nhiều khu mộ nha mọi người nha. Tính là sơ sơ đã 3 cái rồi, rồi ở ngoài miền Trung nữa, rồi ở ngoài là miền ở miền Tây nữa mọi người. Ở miền Tây cũng có khu mộ của ông Võ Tánh này luôn, và có hẳn một ngôi đền luôn, cũng rất là cũ kỹ rồi. Đây là những cái bình hoa nè, những người đây người ta vẫn có thắp hương khói hoa đó đàng hoàng. Thật ra ngôi mộ của ông thì theo thông tin được biết và hiện tại là mình nhìn thấy là cũng rất là đơn giản, không có cái kiến trúc gọi là sắc nét những cái kiểu cầu kỳ, nhưng mà được cái là nó về bền bỉ, xây rất là chắc chắn và rất là to. Đây là con chim hạc này, là dựa theo cái hình ảnh mờ của ngày trước ở trên cái tấm bình phong phía sau luôn mọi người. Đây là người ta phục lại, phục trạng lại. Còn đây thì mọi người thấy là bức tường dày khoảng 80 phân. Bèo nhất cũng phán 80 phân mới có trụ được khoảng 200 năm như thế này. Và xung quanh là đặt những chú ngựa nè, để cho ông cưỡi. Ngày xưa người ta toàn đi ngựa không mọi người. Và trước là hai con voi. Và trước cái đầu mộ là có một cái bàn thờ cũng xây luôn. Đây cũng là nguyên thủy luôn. Có điều là màu sơn là nó nổi bật hơn thôi. Ở trên cổng thì có hai bông sen xây rất là to. Cái này là đều là nguyên thủy của ngôi mộ khoảng 200 năm, hơn 200 năm. Giờ đây là một trong những danh tướng thời triều Nguyễn luôn. Đó, đây là ông Võ Tánh. Thì đây là toàn cảnh xung quanh của ngôi mộ của ông, cũng khá là rộng mọi người. Được cái khu vực này cũng là đã tồn tại khá lâu rồi. Ở xung quanh đây thì trồng rất nhiều cây cối, rồi hoa quả này nọ rất là đẹp, giống như làng quê đó, được thu nhỏ trong giữa lòng thành phố luôn. Thì ông Võ Tánh này mình thích có một cái nữa là do cái khí chất của ông, dám hy sinh thân mình để giữ thành, và xin được cho quân lính của mình sống. Tại vì ông biết là không giữ thành được thì cũng mất, và ít nhiều gì ông cũng giữ được một cái gì đó. Bởi vì lúc này là ông thua dưới tay của Trần Quang Diệu, tướng của vua Quang Trung ngày xưa. Thì những người tướng ngày xưa người ta lúc nào cũng gì mọi người, những người nào có khí chất hay là có một cái gì đó, có một cái đức độ thì người ta luôn tôn trọng nhau.
và kể cả ông Trần Quang Diệu cũng vậy, ông rất tôn trọng ông này. Tại vì hôm nay cũng là ngày 14, cũng gần ngày rằm của tháng 7, thì hôm nay thì mình cũng đi lên. Thứ nhất là qua review bên kia, nhưng mà bên kia cũng đóng cửa rồi mọi người. Thì sẵn tiện hôm nay thì mình cũng tới lại. Tại vì cái video trước nó có nhiều cái thì mình không thích, và hai nữa là cũng chưa có ấy được. Nhưng mà mình đi khá nhiều ngôi mộ, thấy ngôi mộ hôm nay khá là đẹp. Còn một cái ngôi mộ nữa là phải xin giấy phép mới vào được, đó là ngôi mộ của ông Trương Tấn Bửu mọi người. Phải xin giấy phép mới vào được trong ngôi mộ đó. Thì bữa giờ do mình rất là bận, không có chạy lên thành phố để xin. Hy vọng là mình xin được. Và video tiếp theo mình sẽ review cái ngôi mộ của ông Trương Tấn Bửu, ngôi mộ khá cổ. Cái ngôi mộ đó được do ông Tảo Quân Lê Văn Việt đích thân chôn cất, cũng nằm ở khu vực được nằm ở khu vực của Phú Nhuận của mọi người. Thật ra mình có điều rất hay là không hiểu tại sao cái khu vực Phú Nhuận là tập trung những cái danh tướng thời nhà Nguyễn bấy giờ. Đây là một cái đất mảnh đất chủ chốt, khá chủ chốt luôn của cái triều đình nhà Nguyễn. Thật ra cái triều đình nhà Nguyễn nó thay đổi rất là nhiều về sau này, và có nhiều cái rất là hay. Sau này nếu mình có điều kiện thì sẽ làm nhiều cái hay hơn cho mọi người biết. Thì hôm nay thì mình tới đây mình quay thì chủ yếu là một phần là đi viếng mộ mọi người, chứ cũng không phải là đi quay. Nhưng mà hai nữa là mình muốn lặp lại một lần nữa vì cái mình cũng rất là nể cái ông này. Tại vì đọc lịch sử của ông rất là nể ông, rất là khí chất của một vị anh hùng, tuy là một vị bại tướng. Và có một cái điều rất là hay thì mình nghĩ là ông Võ Tấn có khả năng là cha của ông Võ Đông Sơ, cái người mà mọi người hay xem cái tuồng cải lương Võ Đông Sơ Bạch Thu Hạ. Thì có nhiều sử sách ghi lại thì nó có một sự trùng hợp, và cái tác giả mà soạn ra cái bài hát và viết ra cái bài mà Võ Đông Sơ Bạch Thu Hạ thì cũng có nói là liên quan đến Võ Tấn luôn. Thì sự thật như thế nào thì đó cũng là một cái là chỉ là cho lý thuyết, còn về sự thật thì chưa biết có phải là ông Võ Tấn này là cha của Võ Đông Sơ hay không. Thì đó, đây mọi người thì cũng tới là ngày dầm rồi, ở đây người ta cũng chuẩn bị hương hoa rất là lãi nè, tương tắc. Lấy nữa mình cũng xin thắp mấy đến nhang, tại vì mình quay mình không thể nào vừa quay vừa thắp nhang được mọi người. Thì đây là cái toàn cảnh khu mộ của ông, rất là quý về cái khí chất của ông nên mình muốn tới lại. Một vị anh hùng tuy là bại tướng nhưng mà mình thấy rất là hay. Đây mọi người, khu mộ của ông thì xây là không có giống như ngày trước, hay là không có giống như xây của ông mộ của ông Lê Văn Việt là ngôi mộ vua, hay là những khu mộ cổ khác là hình con voi nằm. Thì đây là một cái ngôi mộ có hình chữ nhật luôn, được hai tầng. Như mọi người thấy này, tên em một tầng và phía dưới bệ ngồi của mình là một tầng, và được xây vuông vắn cắt gốc. Ở đây đều là hình chữ nhật rất là gọn gàng. Nói chung về cái hoa văn thì nó không có nhiều chi tiết hoa văn, nhưng mà về cái độ mà để mà chắc chắn á, để mà bền bỉ sau này thì mình thấy nghĩ là khu mộ này khá bền bỉ, tại vì cái độ dày nó khá dày. Nhưng mọi người thấy là đây 2, 4, 6 bức tường xung quanh đây là xây được 80, dày 80 như mọi người nha. Thì những cái này được xây bằng những chất liệu ô dứa, ngày xưa chứ không có xi măng đâu, tại vì 200 năm trước thì không có xi măng đâu mọi người. Nhưng mà nó rất là chắc. Và đây là những cái chi tiết hoa văn hình đá mây, nhưng mà đã mờ rồi, nhưng ít nhiều gì nó cũng giữ lại một cái chút xíu đó, mọi người thấy không. Thì cả 200 năm lần không thể nào mà nguyên vẹn được. Còn đây là cái đá mây và hình con cò, chim cò hay chim hạc gì. Tại vì cái này cũng là phục chế lại luôn. Lúc trước là hình như là lâu lắm mình có tới một lần, nhưng mà rất lâu rồi. Thì ở đây thì không có sơn vẽ gì, nhưng mà nó rất là mờ cái hình con chim này. Thì sau này người ta đã sơn, chính là nhờ những người họa sĩ ở đây luôn, họ sơn vẽ lại rất là đẹp. Thì quan trọng là để lại danh tiếng thôi, chứ còn những khu mộ chắc nếu mà đảm bảo gì là mình thấy đã mừng rồi. Có một số khu mộ là hầu như là không còn gì nữa mọi người, đã tan nát hết, muốn giữ cũng như không được. Rất là sạch sẽ vì có người trông coi, chứ còn có một số ngôi mộ khác của những vị tướng khác thì mình thấy cũng rất là tội, nằm lăn lóc. Thì phía trước thì còn rất nhiều ngôi mộ khác nữa, sau này mình sẽ có cơ hội để review cho mọi người biết. Và có một số người ở phía trước mặt mình là có lăng mọi người,
Nhưng mà tại vì lúc trước mình đã review kỹ lăng của ông rồi, thì lần này mình không review nữa. Và có nhiều người cũng hỏi mình tại sao là mình review toàn là những danh tướng thời nhà Nguyễn, và cũng không có được một cái gì gọi là lãi. Nhưng mà đời nào cũng như là đời đó mọi người. Mình là đời sau, không thể nào bắt được cái lỗi phải của người trước. Và hai nữa là sau này là mình có, nếu có cơ hội mình sẽ ra hẳn luôn miền Trung để quay những ngôi mộ ở ngoài miền Trung, như là bộ liên quan bên cái ngôi mộ của ông bên Vua Quang Trung luôn. Thì có hai bên lần mọi người. Thật ra nước Nam mình ngày xưa có hai bên đánh nhau cũng liên miên, vừa đánh ngoài và vừa đánh trong luôn, nước Nam và nước Bắc chứ không phải là một. Thì nhiều người chắc hẳn là nếu mà biết về lịch sử thì chắc là dành. Và nữa là mình chỉ có review lại những ngôi mộ, còn về lịch sử thì nói thật thì mình cũng không biết rõ gì hết tất cả những lịch sử. Tại vì mình khẳng định luôn là rất nhiều người Việt của mình là lịch sử Việt Nam mình đã phai nhò rồi. Không có được chăm chút như ngày xưa người ta, các nước khác như Trung Quốc hay là một số nước khác, người ta đưa lên cái lịch sử Việt Nam của người ta lên, người ta làm ra phim ảnh và khiến cho những dân họ họ biết về lịch sử rất là rành mạch. Còn Việt Nam mình thì hầu như cái phim ảnh mình thấy toàn là làm lịch sử của Việt Nam mình rất là ít, mà toàn là đi nhái của người ta là nhiều, thường là vậy. Nên cái về cái lịch sử của mình càng ngày nó càng lu mờ đi. Đó, mọi người thấy không, cái khu vườn rất là rộng, rất là rộng lớn. Và đây là khu một con nè. Thì cái video mình đến đây cũng kết thúc rồi mọi người. Thì đây là một cái mà mình rất tôn trọng ông, phải nói rất ngưỡng mộ, và đọc sử lại rất ngưỡng mộ, nên mình muốn tới làm lại một lần nữa để cho những cái người nào chưa xem thì họ có thể xem được cái ngôi mộ của ông trên cái kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.